ពាក្យដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ពោលប្រដៅយសកលបុត្រនេះ
chị nè Phật tử vậy vô sẽ có là bật để môn sang phần hồn bởi lúc ai xu thần này ai như rô khá luôn anh rô khá luôn anh biết rô khá luôn anh nó mình là sẽ có luôn anh chẳng cả nà bà chết trong cao ấy tùl bà kênh khai thà ọt ấy đây lộng cha bà long hai đạp bà tây tâu chọn bàn ấy hay riêng ấy hay xùm rùi chăn tiện năng ta nè xùm rùi chăn tiện năng ta bà ọt chập thơ kịch ca năng toàn thế vây rồi bà lộng cha năng còn long phật hai bà ọt thơ hay miên ta ca bà chôm mục năng rương rao không chỉ vật tê tụp ai đọc sài rương khi vật bàn bà vây lộng cha ní cứ vây thơ sừng kriêm á tiền thơ sừng kriêm cho mỗi khuôn anh rồi mong ăn miên thơ cho mỗi na thế nè chẳng sao mà rập phun mà đà lại nè tàu từ thơ con ông vây nâng chừng lo pi mà pay tàu sam sập nam nâng mà pay sam sam pram nâng lộng cha thơ khăng á hốt nè khắp para chơi nè thơ ắt tự khiết có miên say giang mấy có miên chẳng tu bậc kiến tha rương tầng ọt ní cứ chỉ rương để to khuôn tầng ọt cái này tùl bà kênh bánh đông chắc đã bán đấy tên cái này hay mùi tiết năm bất dân cung khám ai dân ní chia ca bà môl bà đông nây mà nụ khám ai miền tiền bà sáng miền tiền cổ hó miền tiền thì hiến mình trai rì chá sẽ là bạc nè sẽ tự cách nè nè dô bài à vây cực giang tăng ọ bộ bình châu khá bàn khai tàu chia sân công mùi chmô tha sân công Campuchia miền nô cô mùi chmô tha bởi chia nà chạc Campuchia mà nụ nô lướt nô cô ní khá nông tức đây ní cứ miền bọc bà sít miền sít đầm lai sma khá chẳng á nè chân chân dư nè búa cứ chuyện nét đại tru truông khôn ông vị sai Phật Sắc Na chẳng động cha nguồn nông thoa sắc sa Phật thoa hơi lẹ bằng phái na mui nơi chỉ vứt Phật sinh khôn ông cả đời này động cha chạ chèn tới cứ phái na mui nơi chỉ vứt trâu tới Phật đo chun Phật nó cô hình cái nam cha chẳng động cha trâu tới chuyện niệm mít tử nơi xa mà cái thò nơi mất tử rụp nơi ca bằng rụp bằng ruông sông cung tám rụp hiếp bởi Phật Sắc Na lòng chắc mình trâu phơi khuôn ở khai tới chiên nơi mất tử rụp nơi ca bạch bạc sông cung đề chẳng á áo của sao tăng ốc nằm ở bình tụi bà kênh pi bà nâng tìm muối cô nàm chắc rô khuôn ai khơi anh tấu cô nà à vậy rồi luôn anh cái là bạn phải chạy hơi tí pi lúc chạy buộc đấy chạy chân pi phê chân buộc đi cái đấy trâu tế chlít ốc ca rồi có bắt đo nâu phía cái tiền nào mũi đo sẵn cùng tam riêng ná của bạn này ai ta chung mô tha ca chô rùm sẵn cùng ní chìa ní rôn ní chìa vị thị xác này ca có sáng sẵn cùng chì mùi khả nè cái nà tu bản năng ba này nằm chắc nè lúc cha chụp cho ba hơi cái nào hay cái nào nấu tự tu bậc kiến thà lúc cha hơi về anh cột tấu khai tới chị ấy có bán đấy cho nó cái nào mình tì Việt Nam bảo lúc cha đi bây giờ đang cho ba hơi mình khóa đấy nè nè thông của mấy anh nè rồi tự cục mấy anh đấy cái nào mình đã từng đi vậy nông là chẳng chia đang cho ai đom xong chia đang mua cho phần vật phẹt mà nó bình chẳng mẹ nó riêng vật chi vật nữa bài phần màn cho nó một vài công số màu nắng tầm chân bị cục ngọt đại chờ và lên phần chi vật chẳng sang xa rồi vẫn ở đấy chẳng nông chân nào nắng bàn
thưa đồng nào bạn ngày nông chỉ vật thấy vừa giờ lọc mà chui giờ là dừng vậy nữa thế nè nè này nè mui cái nè khơi riêng đi mui nè Campuchia dừng dừng thưa ở toàn bàn là chụp xe nè nông vi say Phật sát na chụp xe cái hào mật samana bị đám cái hào mật sla bả lây ưu ti ho thật đôi ปกโณนาถลอบเรียนในนี้จังสําหรับแต่20 30 ឆ្នាំក្រោយមកលេងปกโณนาคลายទៅជាអភិបាលខាត់បានដំបងអញ្ចឹងអតីតគេហៅអតីតអ្នកសិស្សនៅសំណាក់សិស្សនៅពុទ្ធកវិទ្យាល័យអឹងធួងហ្នឹងពួកគាត់ទៅប្រមូលគ្នាហើយគាត់មកជួយឧទាហរណ៍អតីតសិស្សវត្តប្រផែងវត្តរៃសចឹងដល់ពេល 40 ឆ្នាំដែរតែអត់តាន់សូវច្រើនគណៈអត់សូវច្រើនអញ្ចឹងគណៈគិតថាលំចាស់អាចចាប់ផ្ដើមគិតរឿងហ្នឹងឡើងវិញប៉ិនមិនអោយគិតឥឡូវទេណាពេលបានខ្លាយទៅជាប្រកូនណាខ្លាយទៅជាអីមួយនៅថ្ងៃណាគាត់ដែលអាចមានលទ្ធភាពណាមួយអាចចូលមកជួយរួមជួយសិស្សប្អូនរបស់យើងគណៈហើយមានតកាជួយតគ្នាទេទៀនគណៈ ឯកណានឹងចេះតែប្រឹងដែរប៉ុន្តែប្រឹងវាមិនបានច្រើនទេបានមកលមួមលទ្ធភាពលំចាស់ប្រឹងដែរទៅគណាំចាស់ណាណាគេហៅអង់គ្លេសគេហៅ old boy ខ្លះគេហៅ old boy ខ្មែរយើងហៅតែអតីតសិស្សទេប៉ះសក់គេធ្វើបានច្រើនកណាឃើញប៉ះសក់គេធ្វើបានច្រើនណានៅយើងអត់តាន់បានយើងបានដែរតែអត់តាន់សូវបានល្អគណាគេថាជាពិសេស ស្រីចាស់ចាស់ហ្នឹងគួរព្យាយាមប្រមូលសិស្សច្បងទាំងអស់មកជួយវិញផងមកជួយផងបើមិនបានអីក៏មកជួយឲ្យយោបល់លើកទឹកចិត្តគ្នាកណាណាកុំឲ្យសិស្សប្អូនយើងនៅកណ្ដោយកដែងតែពិតកណាមកទីនេះក្នុងនាមជាសិស្សច្បងទេតែធ្លាប់រៀននៅទីនេះកណាម្ចាស់ប៉ណ្ណឹងហើយប្រគេនពរប្រគល់ណាគ្រប់ព្រះអង្គ ឲ្យប្រឡងចប់ទៅណាហើយបើសិនជាលោកម្ចាស់ហ៊ានមានសេចក្តីក្លាហានទទួលស្គាល់ថាខ្លួនឯងជាម្ចាស់វាសនានៃជីវិតមានន័យថាលោកម្ចាស់ធ្វើកិច្ចការនៃជីវិតនឹងបាន 50% ហើយ ហើយបើអត់ហ៊ានទទួលស្គាល់ជីវិតរបស់ខ្លួនទេណាហើយប្រគល់ជីវិតរបស់ខ្លួនទៅឲ្យអ្នកតន្ត្រីចាត់ចែងគឺជីវិតរបស់លោកម្ចាស់នឹងសោកសង្រេងរហូតហើយមិនច្បាស់រហូតអញ្ចឹងត្រូវតែគិតថាអត្តាហិអត្តណោនេថោខ្លួនជាអ្នកសម្រេចគ្រប់យ៉ាងនៃជីវិតសម្រេចគ្រប់យ៉ាងនៃជីវិតហើយកុំខ្លាច មុនទៅកុំខ្លាចមានរឿងអីកុំសងំនៅកន្លែងសុខត្រូវចាក់ចេញពីបើតម្រូវការចាំបាច់តែត្រូវតែចាក់ចេញមួយជាហ៊ានស្លាប់ក៏ត្រូវទៅកុំនៅកន្លែងសុខនៅកន្លែងមួយកន្លែងហ្នឹងព្រោះជីវិតជាការធ្វើដំណើរការធ្វើដំណើរនោះឯងនឹងជួបរឿងរ៉ាវជាច្រើនសូមថ្វាយពពរព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គបានជោគជ័យក្នុងកិច្ចការសិក្សាជូនពរឲ្យដំប្រគិនពរលោកគ្រូគ្រប់ព្រះអង្គសូមអរព្រគុណសូមអរគុណ